giờ đến giờ sau giờ tập giờ selfie. Đam mê thể dục thể thao selfie. Đẹp mọi góc cạnh. Thầy Nguyễn xin chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng chủ nhật đầy năng lượng. Các bạn hãy dậy tập thể dục và nạp năng lượng để bắt đầu ngày mai một tuần mới các bạn. Sau giờ tập, đam mê của phụ nữ là đẹp và selfie. YouTube Thái Nguyễn xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần đầy năng lượng, vui vẻ và hạnh phúc. Một sói ca trong rừng chị em. Đội này là Zumba Thanh Thủy tại Đà Nẵng đó các bạn. Lùi 5 bước cái sợi dây đến xấu quá, lùi lùi. Rồi rồi vô. Rồi. Rồi tư thế đầu tiên. Chị Hải vô, chị Hải. Hả? Vô đi, vô đi. Vô à. Một con gà nó bụng. Vô.
đổi 3 lần đó. Mười giây bắt đầu. 2 mà đẹp vậy. Vui lắm các bạn. Câu lạc bộ này đầy năng lượng, trẻ, huấn luyện viên xinh xắn, đẹp, trẻ, khỏe. Để quay á, quay xong rồi sau này chụp lại trong cái quay ấy, đẹp lắm, mọi góc cạnh luôn. Mất chân đâu. Để chế độ quay. Yeah.
180, tàu giá 321 chụp rồi xong. Bắt đầu lại làm cái nữa. Đi mà lấy cái đây. Em có làm mất thủ gạo. Mới rất này dừng xanh với cái này. Thank you.